Đây là Chris Watts, một kẻ cực kỳ máu lạnh, nhẫn tâm xuống tay sát hại 4 người, gồm một bé gái 3 tuổi, một bé gái 4 tuổi và một người phụ nữ mang thai. Một chi tiết khiến vụ án mạng này thêm phần kinh hoàng là 4 người này là vợ và con của hắn. Máu lạnh, mất nhân tính là những từ khá chính xác để miêu tả con người này. Tuy nhiên, hắn lại diễn xuất quá tệ. Khi mà cảnh sát bắt đầu tham gia điều tra vụ án thì hắn cố tỏ ra mình ổn, nhưng bên trong thì không ổn chút nào. Và với những hành vi vô thức mang ý nghĩa che đậy điều gì đó, thì phía cảnh sát cũng như người đang cố tìm ra sự thật đã chú ý và về sau sử dụng chi tiết này để lật tẩy và bắt hắn phải đền tội. Bộ phim tài liệu American Murder: The Family Next Door sẽ cho chúng ta cái nhìn cụ thể nhất về hành trình chốt hạ tên giết người man dợ này của đội ngũ cảnh sát lẫn những người đã tham gia hỗ trợ điều tra vụ án. Và đồng thời chúng ta cũng được biết thêm về một số nguyên nhân khiến hắn thực hiện hành vi phạm tội này. Video này được mang đến cho bạn bởi content Samsung và giọng đọc vui vẻ, được chúng tôi tổng hợp và góp nhặt từ nhiều nguồn khác nhau. Nếu có gì sai hoặc cần đính chính thì các bạn hãy để lại bình luận bên dưới để chúng tôi có thể chỉnh sửa những video sau. Trước tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu sơ nét về Chris Watts và gia đình, đồng thời là những nạn nhân của hắn. Chris Watts sinh ngày 16 tháng 5 năm 1985 ở Bắc Carolina, Hoa Kỳ. Đến năm 2012 thì hắn bén duyên với Shannon rồi quyết định tiến đến hôn nhân với cô. Trước đó thì Shannon vừa trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ và chuyện này cũng đã ảnh hưởng đến sức khỏe của cô khá nhiều vì cô đã chọn cách lao đầu vào công việc để quên đi chuyện đau buồn. Hắn làm việc ở một công ty dầu mỏ, còn Shannon thì bán hàng online lẫn offline. Cũng nhờ công việc này nên Shannon có thu nhập khá hơn chồng mình, và vì tính chất công việc như vậy nên cô thường chia sẻ cuộc sống hàng ngày của gia đình lên mạng xã hội như kiểu là vlogger. Sau khi kết hôn thì cả hai nhanh chóng hạ sinh hai bé gái xinh xắn, một bé tên là Bella và một bé tên là Celeste, thường gọi là Cici. Họ cũng đã tậu một căn nhà khá lớn ở Colorado. Với khoảng thu nhập khá của Shannon từ việc bán các mặt hàng online thì cô cũng thưởng cho bản thân và gia đình những chuyến du lịch và tiện thể quay lại rồi đăng lên những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình mình lên mạng xã hội. Viên mãn là thế, hạnh phúc là vậy, nhưng mà quả thật người trong cuộc thì mới hiểu người trong kẹt. Đời sống mà mọi người thấy và hình ảnh gia đình Chris trên mạng xã hội chỉ là cái vẻ bề ngoài che đậy những vấn đề đang le lói, dần đẩy gia đình đến sự chia rẽ về mặt cảm xúc. 3 năm sau khi đám cưới diễn ra, việc sinh hai bé gái kèm theo mua một căn nhà khá to cùng xe hơi dẫn đến cả hai đang ôm trong mình một khoản nợ khá lớn. May mắn là công việc của Shannon giúp cô hỗ trợ chồng mình gồng gánh số nợ đó. Chi tiết này khi mà phân tích ra thì cảm giác như là một đòn hạ bệ đối với vai trò của Chris. Về góc độ bình đẳng giới thì việc này khá bình thường, còn đối với Chris thì không hẳn như vậy. Khi mà gia đình Chris dần ổn định kinh tế thì Shannon báo tin đã mang thai, gia đình chuẩn bị chào đón sự ra đời của thành viên thứ 5. Với những áp lực đang có cộng thêm việc là sắp có một em bé nữa, đáng ra thì Chris phải có một cách nhìn nhận khác, kiểu làm việc nhiều hơn hoặc là tìm cách kiếm nhiều tiền hơn. Nhưng không, Chris lại chọn cách ứng phó với căng thẳng bằng việc ngoại tình. Và đương nhiên là trong mối quan hệ ngoài luồng này, Chris không bị lép vế. Cô gái này còn trẻ và khá chiều chuộng hắn. Lúc này thì Shannon tổ chức chuyến du lịch kéo dài 5 tuần cho cả gia đình. Chris lấy lý do bận cày bừa công việc nên là sẽ bay sau gia đình vài tuần để tận dụng thời gian này hú hí với cô tình nhân. Sau chuyến nghỉ dưỡng của gia đình thì tình trạng của hai vợ chồng không khá khẩm hơn. Cả hai liên tục có những cuộc cãi vã và xuất hiện những hoài nghi về sự chân thành, trung thực của đối phương. Và đáng buồn thay, ngày 13 tháng 8 năm 2018, sau khi trở về từ chuyến công tác vài ngày ở Arizona, Shannon rất muốn hàn gắn với chồng mình khi về đến nhà, nhưng điều này lại không xảy ra. 4 mạng người đã ra đi và sự việc chỉ xảy ra trong vỏn vẹn vài tiếng. Dựa theo timeline của phim tài liệu American Murder: The Family Next Door, phim mở cảnh với những đoạn video gia đình hạnh phúc được đăng tải bởi Shannon trên mạng xã hội. Với những hình ảnh được đăng tải thì Chris đang có cho mình sự vẹn toàn mà nhiều người mong ước, nhưng mà ẩn đằng sau đó là một câu chuyện hoàn toàn trái ngược. Tiếp theo, chúng ta chuyển cảnh đến hình ảnh từ camera trước cửa ghi lại những hình ảnh được cho là cuối cùng của Shannon trước khi sự việc kinh hoàng xảy ra. Đoạn clip được ghi lại vào khoảng 2 giờ sáng. Lúc này thì Shannon được bạn trở về nhà sau chuyến công tác ở Arizona. Buổi sáng hôm sau, cô bạn Nicole gọi điện để check xem là Shannon đã ổn hơn chưa, xem là cô đã tới buổi hẹn bác sĩ sáng nay chưa, và điều quan trọng hơn hết, cuộc đối chất giữa hai vợ chồng đã diễn ra ổn thỏa chưa. Nicole liên tục gọi điện và nhắn tin nhưng không thấy hồi âm từ Shannon. Vài tiếng sau, có thể là do thấy có gì đó không ổn, bất an trong lòng, sợ rằng chuyện gì đó không hay xảy ra, Nico đã nhắn tin thông báo rằng sẽ qua nhà xem tình hình của Shannon thế nào. Khi đến nơi, cô liên tục gọi và nhắn tin nhưng vẫn không có bất kỳ phản hồi nào từ trong nhà. Càng thêm bất an, sau một hồi kêu réo mà không thấy ai trả lời, Nico đã báo cảnh sát để hỗ trợ liên hệ tìm cô bạn của mình. Nhà làm phim đã cho chúng ta xem toàn bộ diễn biến sau đó thông qua camera của cảnh sát khi mới vừa đến nhà của hai vợ chồng. Theo những thông tin mà Nico cung cấp cho cảnh sát về tình trạng của Shannon khi cô về đến nhà, mối lo ngại của cô cho bạn mình là hoàn toàn có cơ sở. Shannon đang rất căng
căng thẳng về cuộc hôn nhân của mình. Và vào buổi sáng thì Shannan không có mặt ở buổi hẹn khám bác sĩ, rất có thể là khám thai định kỳ vì đây là khoảng thời gian mà Shannan đang mang thai. Lúc này thì cảnh sát đang cố gắng trấn an hai người bạn của Shannan rằng có rất nhiều lý do khiến cho cô không trả lời điện thoại, và kể cả có cảnh sát đứng bên ngoài thì cả ba cũng không thể vào nhà vì chưa có sự đồng ý của chủ nhà là Chris. Cùng lúc đang trên đường về từ đâu đó, hàng xóm kế bên cũng ra xem, kiểu tự nhiên có xe cảnh sát tới nhà thì cũng tò mò thôi. Cảnh sát lúc này thì cũng tiện thể hỏi thăm luôn rằng là sáng giờ có thấy hai vợ chồng ở nhà không. Hàng xóm thì cũng không thấy, nên là Nico liên lạc với ba mẹ của Shannan để hỏi mật khẩu gara. Lúc này thì Nico nhận được thông tin là Chris đã gọi điện cho ba mẹ cô, nói rằng Shannan đang ở nhà một người bạn. Người ấy là ai thì Chris không nói. Nico lúc này thể hiện rõ sự hoang mang trên khuôn mặt, và sau đấy thì Chris trở về. Khi cảnh sát đã vào được trong nhà thì quá trình tìm kiếm cũng như tra hỏi Chris bắt đầu. Theo những gì hắn nói thì có thể là Shannan cùng với hai bé gái đến nhà một người bạn nào đó. Thông tin này rất không tương xứng với thông tin mà Nico đã nói với cảnh sát. Điều đáng chú ý hơn là thái độ của Chris khi cung cấp thông tin thì không lo lắng gì mấy, có những lúc còn cười nhẹ như vừa chút được gánh nặng. Cái này là đã đủ để cảnh sát nghi ngờ, cụ thể là thông qua những hành động trong lúc tìm manh mối về sự mất tích của vợ mình. Nếu hắn thực sự mong muốn tìm manh mối gì đó để liên kết với sự mất tích đột ngột của vợ thì chắc chắn đã phải lo lắng đứng ngồi không yên. Cũng có thể nói là hắn cố bình tĩnh để tập trung suy nghĩ thêm thông tin về vợ mình giúp cảnh sát điều tra, hoặc cũng có thể là hắn đã biết được vợ mình đang ở đâu và đang tỏ ra bình tĩnh để cảnh sát không thể phát hiện. Tuy nhiên thì cũng là con người mà, nên là dù cố tỏ ra bình tĩnh đến mấy thì những hành vi vô thức đã tố cáo hắn. Cũng nhờ những hành vi vô thức này nên cảnh sát mới càng nghi ngờ Chris hơn, điển hình như cách hắn tìm thấy nhẫn cưới của vợ trên đầu giường. Và hàng xóm cũng nói thêm là nhà họ có gắn camera an ninh có thể nhìn thấy và ghi lại cổng trước và gara của nhà Chris, nên là cả cảnh sát và Chris đã qua nhà hàng xóm để xem video ghi hình lại. Trong lúc xem video thì Chris đổ mồ hôi gần như ướt hết cả mặt, và khi giải thích các chi tiết đã xuất hiện trên video cho cảnh sát thì tay chân múa may liên hồi, nói chung là nhìn rất không ổn. Và không chỉ cảnh sát đã thấy điều bất thường mà ngay cả anh hàng xóm cũng nhận ra một cái điều gì đấy từ những hành vi kỳ lạ của Chris, nên là anh đã nói với cảnh sát phát hiện của mình. Cảnh sát thì cũng đồng tình với anh hàng xóm, nhưng vì muốn giữ Chris lâu hơn để hắn có thể lộ thêm một số chi tiết thì cảnh sát đã cố tình đứng về phía hắn một chút. Khi mà nói lúc bối rối thì người ta không biết người ta đang làm gì, nhưng mà cảnh sát đã để ý đến một chi tiết khi mà anh hàng xóm nói là Chris thường ngày rất ít nói, nhưng mà hôm nay thì lại nói nhiều như là sale bất động sản và không có lời nào là vào đúng trọng tâm cả. Lúc này thêm vài viên cảnh sát đã có mặt ở nhà Chris để hỗ trợ tìm manh mối phục vụ điều tra sự mất tích của ba người, thực ra là bốn nếu mà tính cả cái bào thai trong bụng của Shannan. Họ trao đổi thông tin với Chris để mong rằng khi có sự kiện gì đặc biệt hoặc là phát hiện gì mới thì cứ liên lạc ngay lập tức để có thể giúp Chris tìm được vợ và các con sớm nhất có thể. Vào ngày 14 tháng 8 năm 2018, ngày mất tích thứ hai, thì Chris đã gọi điện cho cảnh sát để cung cấp thêm những thông tin cụ thể về vợ và con hắn để cảnh sát có thể đăng tin tìm kiếm. Vài ngày sau cũng có thêm một số phương tiện truyền thông đến phỏng vấn anh về vụ mất tích của vợ và các con. Cùng lúc đó thì hai viên cảnh sát cùng chó nghiệp vụ đã đến để thu thập thêm thông tin. Đoạn phỏng vấn Chris để truyền tải thông điệp tìm kiếm và mong muốn vợ con trở về diễn ra vô cùng nực cười và thiếu sự đồng cảm. Khi mà thông tin hắn đưa ra là buồn khi vợ mất tích, nhưng mà miệng thì lại nở một nụ cười đầy khó hiểu. Khi phỏng vấn xong thì hắn đến đồn cảnh sát để được thẩm vấn cụ thể hơn về sự mất tích đột ngột của vợ con mình. Hắn đã cung cấp một thông tin trùng khớp với thông tin mà Nico khai báo với cảnh sát là hai vợ chồng Chris đang có cuộc cãi vã khá lớn. Trong chuyến du lịch đến Bắc Carolina thăm bố mẹ Chris thì mẹ của hắn đã mua cho bé CC loại kem có một số thành phần sẽ khiến bé bị dị ứng. Vì chuyện đó nên Shannan đã gây gổ lớn tiếng với mẹ chồng, và vì thế đến sinh nhật 3 tuổi của bé CC thì ông bà nội đã không tham dự. Shannan lúc này cũng không muốn thấy sự hiện diện của họ nên đã tuyên bố với chồng mình rằng ba mẹ của hắn sẽ không bao giờ được gặp cháu nếu mà sự việc tương tự xảy ra. Chris lúc này đứng giữa nên cũng cảm thấy khó xử. Quay lại với các tình tiết của vụ mất tích thì từ khi Shannan và các con đến Bắc Carolina thì Chris đã không gọi hỏi thăm vợ con, ngay cả lúc vợ hắn gọi thì hắn cũng không trả lời. Đến tuần cuối cùng của khoảng thời gian thăm gia đình thì Chris chuẩn bị bay sang Bắc Carolina để chơi và bay về cùng với gia đình mình. Theo những đoạn tin nhắn của Shannan và bạn thân thì hắn không muốn thỏa mãn nhu cầu của cô, hắn lảng tránh bằng cách hít đất, và dù cô có bật đèn xanh bao nhiêu lần đi nữa thì hắn cũng bị từ chối. Và đây cũng là cột mốc đánh dấu những hoài nghi chồng ngoại tình. Ngay cả khi cả gia đình đã về đến nhà thì Chris vẫn cấm vận Shannan, khiến cho những hoài nghi trong cô càng lớn dần. Shannan cũng đã thảo luận chuyện này với bạn thân, và đồng thời thông qua đoạn tin nhắn của cả hai, ta cũng thấy được là cô đã không được ân ái với chồng mình trong khoảng 5 tuần rưỡi. Quay trở lại với thời điểm cảnh sát đang tra khảo hắn, sau một khoảng thời gian trao đổi thông tin thì cảnh sát cũng đã thử chụp mũ bằng việc là hỏi gài Chris về việc ngoại tình, và đương nhiên là Chris từ chối ngay lập tức, nên cảnh sát đưa ra ý kiến là thẩm tra cùng lúc sử dụng máy phát hiện nói dối. Kết quả là Chris fail bài kiểm tra nói dối. Tôi cũng không hiểu lắm cái máy nói dối nó vận hành như thế nào, các bạn biết thì các bạn hãy comment bên dưới nhé. Nói chung là vì cái kết quả từ máy nói dối nên là các điều tra viên có thể bám vào và bắt Chris khai ra sự thật. Lúc này thì hắn đã đuối lý nên là những lời nói ra cực kỳ lung tung, cộng thêm việc kiệt sức về tinh thần,
Vào ngày mất tích thứ ba, vụ việc đã được lan truyền khá rộng rãi thông qua phương thức phát tờ rơi lẫn các kênh truyền hình. Nhờ vào đó mà sang ngày mất tích thứ tư thì cô nhân tình của Chris đã đến đồn cảnh sát để khai báo sự việc. Cô này tên là Nicole, quen biết Chris tại vì làm cùng công ty. Chris nói dối rằng hắn đang ly thân với vợ nên là cô mới có thể mở lòng với hắn. Và sau khi biết được thông tin qua truyền thông là vợ của hắn đang mang thai thì cô này đã đến và liên hệ với cảnh sát. Với những lời tra khảo và những bằng chứng cụ thể như vậy thì Chris cũng không cãi được nữa rồi. Hắn khai ra việc mình đã ngoại tình nhưng mà vẫn cố chối bay chối biến về việc là mình không liên quan đến sự mất tích của vợ con. Lúc này thì hắn gần như đã gục ngã, khóc lóc rồi đòi gặp bố mình như một đứa trẻ. Không biết lúc này thì hắn đã nghĩ gì khi ba hắn vào phòng sau một hồi bày tỏ sự xúc động. Hắn đã kể với ba mình rằng lúc cô ấy từ chuyến công tác trở về thì cả hai đã cãi nhau khá dữ dội rồi đề cập đến chuyện chia tay. Sau đó Shannon đã ra tay với hai đứa con. Vì vậy nên Chris làm lại điều tương tự với cô. Người ba chỉ biết hoang mang khi nghe những lời thú tội từ con trai mình. Và rồi cảnh sát khi đã có lời thú tội không chính thức này đã quay lại căn nhà để thu thập thêm chứng cứ. Đồng thời họ cùng với ba của anh cố gắng kiên nhẫn gặng hỏi nhiều hơn để hắn có thể nói ra vị trí của vợ con mình. Cuối cùng thì hắn cũng chịu khai ra vị trí là nơi chứa dầu mà hắn làm việc. Chi tiết cụ thể về vị trí chính xác và cách hắn đã giấu vợ con thì rất là ghê rợn và tôi sẽ không nói trong video này. Nên là các bạn tò mò thì có thể tìm hiểu kỹ hơn trong hồ sơ phạm tội của tên này trên mạng. Quay lại các diễn biến tiếp theo của sự kiện kinh hoàng này thì ngay lập tức hắn bị tạm giam và trong thời gian cơ quan chức năng có thể điều tra kỹ hơn, cảnh báo chí cũng như chính quyền đã thông báo với người dân về diễn biến của sự việc sau lời thú tội của Chris. Người dân trong vùng cũng như là những người thân của Shannon đã cùng nhau tụ họp lại để cầu nguyện trước nhà của cô. Lúc này thì cảnh sát đã lấy lời khai của Nicole và chúng ta cũng được biết thêm trong khoảng thời gian Shannon đi công tác, Chris đã hẹn hò với cô nhân tình tại một quán ăn. Lúc này cô vợ đang hoài nghi chồng mình nên đã kiểm tra lịch sử cá thể rồi phát hiện ra điều kỳ lạ và ngay lập tức chất vấn Chris. Chris đã chối rồi trở về nhà ngay. Càng ngày càng có nhiều chi tiết chống lại Chris trước phiên tòa xét xử hắn. Tuy nhiên thì với biên bản video lời khai không chính thức mà ta đã biết trong đoạn CCTV ở phòng thẩm vấn thì hắn đã đổ lỗi cho Shannon, chính cô mới là người ra tay với hai bé gái. Điều đó khiến hắn phải ra tay với cô. Trong khoảng thời gian chờ ngày ra tòa thì truyền thông đã thi nhau cấu xé cái miếng mồi này. Cùng với đó thì cộng đồng mạng cũng có cái để thêu dệt, có rất nhiều luồng ý kiến trái chiều về vụ án. Có bên thì ủng hộ Shannon và cũng có bên ủng hộ Chris. Mặc cho những đồn đoán của mọi người, phiên tòa xét xử tội danh của Chris đã diễn ra đúng với kịch bản. Chris nhận 3 án chung thân, một bản án thích đáng với những gì hắn làm. Những hành vi hắn đã làm thì không hề bộc phát như những gì hắn khai, vì sau khi thực hiện hành vi tàn nhẫn với vợ con thì Chris đã liên hệ với môi giới nhà đất để cố bán căn nhà, rồi nhắn với nhân tình về viễn cảnh tương lai sau khi mọi chuyện này êm xuôi. Cuối phim là đoạn ghi âm những lời mô tả chi tiết một cách đau lòng về quá trình sự việc kinh hoàng này xảy ra. Và ngoài những cái tình tiết kinh hoàng thì cũng có nhiều hiện tượng kỳ lạ diễn ra ở vụ án này. Cụ thể là lúc Chris cùng cảnh sát qua nhà hàng xóm để xem đoạn video của ngày hôm trước thì TV cùng lúc ngẫu nhiên hiện lên đoạn nói về bào thai. Điều này khiến Chris giật mình nhẹ rồi mới khai với cảnh sát rằng vợ mình đang mang thai. Cái tên của phim thì cũng là một điều đáng chú ý khi nói về sự giả tạo của những thứ trên mạng xã hội để che đậy những cái vấn đề và sự kinh hoàng bên trong. Thêm một chi tiết mà tôi muốn nói về Chris nữa thì chắc chắn là sẽ có người nghĩ là những chuyện này sẽ không xảy ra nếu mà hai vợ chồng có sự giao tiếp trao đổi nhiều hơn. Chính tôi khi mà xem phim xong rồi tìm hiểu về vụ án này thì cũng như tìm hiểu thêm về ông Chris thì tôi cũng nghĩ thế, nhưng mà sau khi xem phim thì tôi lại nhận ra là chắc là dù có cố gắng giao tiếp như nào thì tình hình có khi cũng không khá khẩm hơn, tại vì đây là bản chất thực sự của tên này dựa trên những chuyện mà hắn làm. Các bạn thấy sao về vụ án này thì hãy để lại bình luận bên dưới. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.